Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi dời 7 các bạn ơi. Cái đường này sao mà mình đặt thấy không chính nha bạn ơi. Có một cái đường một gì không mà tới 3 người 7 các bạn. Bữa hổm thấy đồng nghiệp người thành ra thôi mình dời cái khoảng mười mấy cái là mình rút đi các bạn ơi. Nhường chỗ này lại cho đồng nghiệp mà đặt. Chứ còn đường nhỏ xíu một mà đặt tới 3-4 người nữa rồi thấy không dính gắn hay chưa các bạn. Rồi thôi để mình tới cái đầu tiên mình quay cho các bạn coi nha. Bây giờ là mình quay hết mà dính không dính gì mình cũng quay hết luôn cho các bạn coi nha các bạn. Rồi các bạn thấy cũng tới rồi các bạn ơi. Đâu đâu chỗ nào rồi à, đây chỗ này nè, cái đầu tiên rồi các bạn. Chuột chết hay gì bạn ơi, chuột chết sình luôn. Hồi nãy mất hết cái bẫy nữa các bạn. Ở đây bẫy mà không dính gắn mà có dính thì cũng còn nhỏ không mà mất bẫy thì nhiều, tổn thất nhiều quá các bạn ơi. Từ lúc đặt tới giờ mất hết 3-4 cái mà dính đâu được có con hổ hành với con hổ ngựa nhỏ xíu. Rồi thôi thấy vậy mình chuyển đi chỗ khác, chuyển đi luồng ở bên kia các bạn. Cái luồng mà hôm rồi mình mới vừa ra cái mà clip đó, chuyển về cái khu đó. Đi hơi xa thiệt nhưng mà bên đó dính nhiều các bạn, dính gắn bự bự không à. Mình chuyển về bên bển, bạn thấy không, địa hình nó đẹp không nè, rộng dữ lắm, quá trời rộng luôn, thấy không, rộng ghê luôn, mà bảy không dính gắn, chứ. Có một đường một mà tới 3 đồng nghiệp, gắn gít nào chịu nổi. Chỗ cái khu đất này là cái khu giải tỏa họ làm cái gì đó các bạn, nhà của giải tỏa hết trơn luôn các bạn. Đó kìa, đó cái xác của tivi nè các bạn thấy không. Đó, cái xác tivi của bóng đèn hình đó các bạn. Tivi đời cũ à, đó dừa đó các bạn thấy không, trái nhóc hết trơn luôn nè. Đó, có người ta cũng vô đây người ta bẻ bấy hết trơn. Chỗ im thiệt im mà không dính. Ba cái con gì rồi đi đai nó hay gì các bạn ơi, mất tiêu có 7 nữa rồi. Hay thiệt ơi, đặt tuốt ở trong đây mà còn bị lấy nữa. Tiêu bạn ơi, không còn đâu. Hay thiệt trời, biết sư huynh đệ nào lụm mất tiêu thêm cái 7 thôi, quá trời hay. Thôi để mình khi nào mình tắt tới mình thăm cho rồi mình quay cho các bạn coi nha. Cái chỗ đó ở chỗ này có con cái nữa các bạn. Mắc quá các bạn ơi, chán quá, bỏ khu này là đúng. Hay ghê luôn, đặt tuốt trong đó đại ca nè còn lụm được, độc thiệt, bó tay thiệt. Chuột còn chạy hay gì bạn, chuột còn sống bạn ơi. Trời ơi, vô con chuột như mập quá thì mập rồi bạn ơi.
Ở đây có cái các bạn ơi, hôm rồi ở đây cái này dính con hổ hành mini các bạn, nó xíu xíu cỏ rồi, cỏ tay rồi, dữ dằn lắm mà. Bạn thấy không, xung quanh địa hình đẹp lắm mà không khó. Cái này chắc có người đánh bấy hết trơn, không phải ba đồng nghiệp nó cũng có thể hơn ba đồng nghiệp nữa các bạn, 4 năm cũng không chừng. Quá trời địa hình đẹp, mình lúc trước mình nhìn thấy địa hình này cái mình mê, ai về đâu đánh vô cái mới biết. Bởi vì nhìn bề ngoài mình cũng chưa đánh giá được cái gì hết các bạn ha, nhìn bề ngoài đâu có biết con người ta làm sao đâu. Chống lỏng, chuột chết luôn bạn ơi. Chuột chết. Đây con cái nữa các bạn ơi, mới vừa gọi mất thêm cái nữa các bạn. Mình ra mình không có quay cho các bạn coi chứ mất hôm mới mất thêm cái nữa. Gì đâu, mắc cửa này hoài chết quá các bạn ơi. Gì đâu mà chuột chết nữa bạn ơi. Chuột chết bạn ơi, hết lúa ăn, hết lúa ăn chết à. Rồi ở đây con cái nữa các bạn, cặp bờ tường im thấy ghê luôn mà không có. Bờ tường nó im lắm bạn, nhìn thấy ghiền luôn mà toàn là cái gì được không. Rồi nhẹ hiệu nữa bạn ơi, chuột còn sống không đây, hy vọng chuột còn sống bạn ơi. Rồi gã xác rồi, rồi không bạn ơi. Chỗ này có con cái nha các bạn, chỗ này hôm rồi dính con ếch già bá luôn các bạn, mình không có bắt mình thả đó các bạn. Chỗ này nè, con ếch tới khoảng 200 gram, bự quá trời bự luôn mà đúng lý ra là mình không có thả, tại vì bà xã mình xanh đó, thành ra không có ai nhẹ hết trơn, với lại mình cũng trực trong bệnh viện không, đâu có làm gì được đâu, thả luôn, phóng sinh luôn. Biết đâu phóng sinh bữa nay lại hên dính con chà bá lửa làm sao các bạn nhé, dính con hổ hành chà bá lửa làm sao. Rồi xong bạn ơi, rồi tiếp tục mắc bẫy các bạn. Ôi ôi, mới đại ca này vô đây phóng quế nè bạn, rõ rồi thấy lụm luôn cái bẫy mình luôn, độc thiệt. Bỏ lại đây nè, thấy không, nó phóng quế đó. Giấy nè, giấy trắng nè, đợi lụm cái bẫy mình đây luôn. Trời ơi, ôi ôi, bữa nay tổn thất nặng nề luôn bạn ơi, tổn thất nặng nề luôn. Nãy giờ gần chục cái bẫy lên thăm, gần chục cái đó các bạn, mất nãy giờ đâu 4 cái 5 cái vậy. Trời ơi, alo, rồi tiếp tục bạn ơi. Đâu mình còn được 5 cái hay vậy, 5 cái
2 4 5, 5 cái mắc 4 cái bạn. Mắc 4 cái, 9 cái. Nãy giờ thăm 9 cái mà mắc hết 4 cái bạn. Không? 1 2 3 4, đây cái nó 5 cái. 5 cái. 9 cái mắc 4 cái, còn 5 cái chết chuột 4 con. Có 1 con, 1 còn sống các bạn. Tổn thất nặng nề luôn bạn ơi. Rồi thôi để mình xúc rửa mấy cái này các bạn, xúc rửa mấy này đừng mình vô trong cái túi túi xanh kia. Để ngày mai mình đi đánh điểm mới các bạn. Bên này có cái nha bạn. Chỗ này cũng thấy im lắm các bạn. Vừa không à. Các bạn thấy không? Đi hình nhìn thấy đẹp, thiệt đẹp. Mà không dính gắn. Mà không dính con cái chỗ này dính con gấu hổ ngựa mini rồi thả luôn bạn. Đi hình đẹp lắm mà không dính. Kỳ quá. Cho nên mình quyết định dời đi các bạn. Dời đi là đúng đắn luôn. Để ở đây thời gian rồi nữa rồi chắc không còn cái luôn. Không phải 5 cái mà không còn cái nữa các bạn. Mày tặc làm quá, chịu hết nổi. Mày tặc làm quá, mày gắn làm không kịp bạn ơi. Mày gắn làm không kịp, mày tặc. Chín con chà bá, con hành ký lô ơi. Gỡ vốn rồi các bạn ơi, chứ kiểu này không xong rồi đại dương ơi. Rồi im liềm luôn bạn ơi. Hình như chuột chết nữa các bạn. Rồi chuột chết gã thay nữa bạn ơi. Rồi không à. Cỏ này về làm mắm bò hóc rồi hết sảy luôn bạn. Đây con cái nữa các bạn. Chín đường em không hành nữa các bạn. Trời chết queo luôn bạn ơi. Chết luôn hả gì ơi. Trời ơi trời. Ừ, mà dính con hổ hành trời bá luôn con này. Sáu bị lạng nhiều trời. Mà bị chuột cắn. Lỗ rồi bạn ơi. Tiêu rồi bạn ơi. Nè bạn. Trời ơi em này bự gì mà chết. Ồ mà nó hôn nung hôn banh chảnh cho bạn. Còn nãy bạn thấy không. Ồ mẹ nó nung banh hết trơn con gì mà nó nung dữ vậy trời. Nè. Hở hộp luôn nè bạn. Thấy không. Cái này chẳng phải chuột cống ta. Ồ má con này có ký lô bạn ơi. Bự chà bá luôn con này. Không tới ký đâu, có khoảng 8 lạng. Bự lắm bạn. Chưa kịp mừng hết nữa giờ xong. Quá trời uổng trời ơi trời. Bữa nay là cái ngày gì đâu. Trời máu me con nợ bạn. Bạn thấy không? Quá trời luôn. Thua luôn bạn ơi. Bữa nay phải nói là thua trắng luôn chứ phải còn thua gì nữa hết. Thua trắng luôn. Quá trời quá đất. Không còn. Hết đường gỡ bạn ơi.
đừng gỡ, rửa cái bao nó sạch cái này. Trời ơi, uổng ơi là uổng. Mới có 6 ngày mà chết rồi. Mới có 6 ngày mà chết con gắn các bạn. Quá trời con gắn. Ôi tiền của tôi. Ôi không phải bạn ơi, nó kiếm đường nó nung nè. Nè. Nè các bạn thấy không? Nè. Nó nung nè, cho nên là cũng bị sốc nè bạn. Ha. Nè, thấy không? Đó, lỗi hết mặt nè. Cho nên là cái cây này nó sốc vô, nó bị dướng ở đây, nó không đi được nè bạn. Nó thấy không? Chứ không phải là tự nhiên chết đâu, chứ gắn bự mà sao chết được. Nó thấy không? Nè, mình bẻ mới bẻ ra xong nè. Đây nè. Đây nè. Nó, ha, các bạn thấy gì nè, gõ nè. Đó, thấy không? Bởi vì cái mặt hôm nè bị lỗi nè. Trời ơi, tiền của tôi. Cái này. Bởi vì chết rồi. Tự nhiên chứ sao mà chết được con gắn này. Gắn bự ít khi nào mà nó quậy dữ lắm, bởi vì nó kẹt cái đó, bởi vì mấy cái con ở ngoài đó các bạn. Vô nó quất nè các bạn thấy không, chà bá nện nè, dấu chày dấu xước nè, bấy mình hết trơn nè các bạn thấy không. Nó cái này chắc phải về làm hôm lại bạn ơi, dở quá mặt lưới. Thôi phóng sinh luôn, cái này không phải phóng sinh mà dục bỏ luôn chứ phóng sinh gì. Bị cái này bị chuột ngoài nó quất nữa các bạn. Rồi, còn đây là cái cuối cùng nữa các bạn. Mình mới vừa nói dính lượng con để gỡ vốn. Dính thiệt, nhưng mà chích queo. Rồi, cái này chính thức lấy lại nữa bạn. Lấy luôn cả chì lẫn chài luôn bạn. Chẳng lẽ thua hoài, thua cũng phải thắng chứ, thua hoài đâu được, vốn đâu chơi hoài hết các bạn ha. Đâu rồi, rồi xong một đám cỏ luôn, vỏ cỏ luôn, em chuột còn sống luôn, phá kinh hồn luôn nè, nè, nó gớm chứ, gớm ăn nè. Rồi đài lên luôn các bạn ơi, 5 giờ đài truyền thanh lên luôn rồi. Rồi mình cũng vừa xong, mình cũng xin khép clip ở đây nha các bạn. Chúc tất cả các bạn xem clip vui vẻ nha. Rồi các bạn hãy chờ đón ngày mai sẽ có sự khác biệt nha các bạn. Rồi bye bye các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân nha.